Chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học ôn thi trung học phổ thông môn lịch sử trên trang web olm.vn. Trong bài học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng đi tìm hiểu một nội dung tiếp theo trong giai đoạn lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945. Đó là nội dung so sánh cương lĩnh chính trị tháng 2 năm 1930 và luận cương chính trị tháng 10 năm 1930. Đây là một trong những nội dung kiến thức cơ bản, trọng tâm mà các em cần phải ghi nhớ trong quá trình học tập và ôn tập của mình. Bây giờ cô và các em, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào bài học nhé. Các em có nhớ tác giả của hai bản cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị là ai không? Đúng rồi, Cương lĩnh chính trị tháng 2 năm 1930 do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo và được thông qua tại hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản hay còn được gọi là đại hội thành lập đảng. Còn luận cương chính trị là do Trần Phú khởi thảo và được thông qua tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 10 năm 1930. Và trước khi đi vào so sánh hai văn kiện lịch sử này, chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại những nội dung cơ bản của hai văn kiện này nhé. Nội dung thứ nhất đó chính là về đường lối chiến lược của cách mạng thì trong bản cương lĩnh chính trị tháng 2 năm 1930 có xác định đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam đó là tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản và trong bản luận cương chính trị có xác định đường lối chiến lược của cách mạng việt nam đó là cách mạng tư sản dân quyền tiếp tục bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa để tiến lên xã hội cộng sản các em nhớ nhá đường lối chiến lược chiến lược ở đây đó là đường lối lâu dài xuyên suốt trong quá trình cách mạng Khái niệm cách mạng tư sản dân quyền các em hiểu, đối với Việt Nam, cách mạng tư sản dân quyền đó là tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho dân tộc. Đó là về đường lối chiến lược của cách mạng trong hai văn kiện lịch sử. Thứ hai, đó chính là về nhiệm vụ của cách mạng. Trong cương lĩnh chính trị xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là gì nhỉ? đúng rồi trong cương lĩnh chính trị xác định nhiệm vụ của cách mạng việt nam đó là đánh đổ đế quốc pháp phong kiến tư sản phản cách mạng làm cho nước việt nam hoàn toàn độc lập và trong luận cương chính trị xác định nhiệm vụ của cách mạng đó là đánh đổ phong kiến đánh đổ đế quốc hai nhiệm vụ này có mối quan hệ khăng khít với nhau đó là về nhiệm vụ của cách mạng thứ ba chúng ta xét đó là về lực lượng của cách mạng có bạn nào nhớ trong bản cương lĩnh chính trị tháng 2 năm 1930 và bản luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 xác định lực lượng của cách mạng Việt Nam là gì không? Đúng rồi, trong bản cương lĩnh chính trị xác định lực lượng của cách mạng Việt Nam đó là công nhân, nông dân, tiểu tư sản trí thức, còn phú nông, trung tiểu địa chủ thì lợi dụng hoặc trung lập. Còn trong bản luận cương chính trị xác định lực lượng hay là động lực của cách mạng Việt Nam đó là công nhân và nông dân. Thứ tư đó là về lãnh đạo của cách mạng thì trong bản cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã xác định lãnh đạo của cách mạng Việt Nam đó là Đảng Cộng sản với đội tiên phong là giai cấp vô sản. Còn trong luận cương chính trị thì xác định cách mạng Việt Nam cũng là do giai cấp vô sản lãnh đạo với đội tiên phong là đảng cộng sản. Đó là về lãnh đạo cách mạng và thứ năm đó là mối quan hệ của cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. Thì bản cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị xác định cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. Đó là những nội dung cơ bản của hai văn kiện lịch sử Cương lĩnh chính trị tháng 2 năm 1930 và Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930. Các em hãy cùng xem lại một lần nữa những nội dung cơ bản nhất của hai văn kiện lịch sử này để chúng ta cùng rút ra những điểm giống nhau và những điểm khác nhau của hai văn kiện này nhé. Và trước khi chuyển sang phần tiếp theo đi tìm hiểu những điểm giống nhau và những điểm khác nhau của hai văn kiện lịch sử này thì các em hãy cùng tương tác với OLM qua một câu hỏi nhỏ nhé. Chúc mừng các em đã trả lời chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi so sánh những điểm giống nhau và những điểm khác nhau của hai văn kiện lịch sử này. Thứ nhất, đó là những điểm giống nhau. Có bạn nào biết hai văn kiện lịch sử Cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị có những điểm gì giống nhau không? Đúng rồi, Cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị có 5 điểm giống nhau cơ bản nhất. Điểm giống nhau thứ nhất đó là về đường lối chiến lược của cách mạng thì cả hai văn kiện lịch sử đều xác định đường lối chiến lược có nghĩa là đường lối lâu dài, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam, đó là cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để tiến lên xã hội cộng sản, bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa. Từ thổ địa ở đây, đó là một từ Hán Việt để chỉ rằng đó là cách mạng ruộng đất, đó là lấy ruộng đất công, tiến hành cách mạng ruộng đất, chia lại ruộng đất cho dân cày nghèo đó là điểm giống nhau của cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị về đường lối chiến lược. Điểm giống nhau thứ hai đó là về nhiệm vụ chiến lược thì cả hai văn kiện đều xác định nhiệm vụ chiến lược lâu dài xuyên suốt của cách mạng Việt Nam đó là phải đánh đổ đế quốc, xâm lược và phong kiến điểm giống nhau thứ ba đó là về giai cấp lãnh đạo điểm này thì các em dễ dàng nhận ra khi chúng ta vừa khái quát lại những nội dung cơ bản nhất của hai văn kiện này rồi đúng không đó là giai cấp lãnh đạo cách mạng đều được xác định đó là giai cấp công nhân với đội tiên phong là đảng cộng sản và điểm giống nhau thứ tư đó là lực lượng của cách mạng hay là động lực của cách mạng đó là hai giai cấp công nhân và nông dân Điểm giống nhau thứ năm đó là mối quan hệ của cách mạng Việt Nam đối với cách mạng thế giới. Thì cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới, phải đoàn kết với phong trào giải phóng dân tộc ở trên thế giới. Như vậy, chúng ta đã vừa đi tìm hiểu những điểm giống nhau của hai văn kiện lịch sử này. Các em nhớ nhé, cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị thì có 5 điểm giống nhau cơ bản điểm giống nhau thứ nhất đó là về đường lối chiến lược của cách mạng điểm giống nhau thứ hai đó là về nhiệm vụ chiến lược có nghĩa là nhiệm vụ lâu dài của cách mạng đều là chống đế quốc và chống phong kiến giành độc lập dân tộc điểm giống nhau thứ ba là về giai cấp lãnh đạo cách mạng điểm giống nhau thứ tư đó là về lực lượng hay là động lực của cách mạng và điểm giống nhau thứ năm đó chính là mối quan hệ của cách mạng Việt Nam. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. Đó là năm điểm giống nhau cơ bản nhất của bản luận cương chính trị và bản cương lĩnh chính trị. Bây giờ chúng ta sẽ sang tìm hiểu những điểm khác nhau của hai văn kiện lịch sử này. Có bạn nào biết hai văn kiện lịch sử này khác nhau ở những điểm gì không? đúng rồi hai văn kiện lịch sử này có hai điểm khác nhau cơ bản và rõ ràng nhất điểm khác nhau thứ nhất đó là về vị trí giải quyết hai nhiệm vụ chiến lược chúng ta vừa nói ở phần trước đó là hai văn kiện này có điểm giống nhau đó chính là về việc xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng đều là chống đế quốc đều là chống phong kiến, giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho nhân dân đúng không? Tuy nhiên, vị trí sắp xếp hai nhiệm vụ này của hai văn kiện cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị là khác nhau. Vậy nó khác nhau như thế nào? Thứ nhất, đó là trong cương lĩnh chính trị đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc xâm lược trước và chống phong kiến sau bản cương lĩnh chính trị đã thấy rõ hoàn cảnh của xã hội việt nam đó là một xã hội nửa thủ địa nửa phong kiến tồn tại hai mâu thuẫn cơ bản đó là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc việt nam với thực dân pháp xâm lược và mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ phong kiến trong đó thì mâu thuẫn dân tộc đó là mâu thuẫn chủ yếu được đặt lên hàng đầu do đó cương lĩnh chính trị đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến trong đó nhiệm vụ chống đế quốc tay sai giành độc lập dân tộc được đặt lên hàng đầu là nhiệm vụ quan trọng số một là nhiệm vụ xuyên suốt của cách mạng việt nam còn trong bản luận cương chính trị nhiệm vụ chiến lược cũng là chống đế quốc, chống phong kiến, tuy nhiên lại đề cao nhiệm vụ chống phong kiến, giải phóng giai cấp, làm cách mạng dụng đất lên hàng đầu. Như vậy, chúng ta thấy rằng bản luận cương chính trị thì chưa thấy được mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam, đó là mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược, cho nên chưa đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu mà còn nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng dụng đất. Đó là điểm khác nhau về vị trí giải quyết hai nhiệm vụ chiến lược. Các em cần nhớ trong cương lĩnh chính trị thì đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, chống phong kiến sau, chống đế quốc trước, còn trong luận cương chính trị thì đặt nhiệm vụ chống phong kiến trước, chống đế quốc xâm lược sau. Và điểm khác nhau thứ hai đó là khác nhau về lực lượng của cách mạng. Các em biết điểm khác nhau về lực lượng cách mạng ở đây là gì không? Đúng rồi, trong bản cương lĩnh chính trị thì xác định lực lượng của cách mạng đó là công nhân, nông dân là lực lượng nòng cốt, ngoài ra còn tiểu tư sản, trí thức, phú nông, trung tiểu địa chủ và tư sản thì có thể lợi dụng hoặc trung lập. Như vậy thì bản Cương lĩnh chính trị tháng 2 năm 1930 của Đảng đã đánh giá đúng khả năng tham gia cách mạng của các giai cấp khác trong xã hội Việt Nam bên ngoài công nhân và nông dân, chỉ rõ lực lượng đánh đổ đế quốc là công nhân và nông dân, đồng thời phải đoàn kết với các lực lượng yêu nước tiến bộ khác như là tiểu tư sản trí thức, tư sản dân tộc và lôi kéo một bộ phận trung tiểu địa chủ yêu nước tham gia vào cách mạng. Bản cương lĩnh chính trị đã chủ trương tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân yêu nước để đứng lên chống đế quốc giành độc lập dân tộc. Còn trong bản luận cương chính trị thì động lực của cách mạng đó chính là công nhân và nông dân. Bản luận cương chính trị này thì chúng ta thấy đã đánh giá không đúng khả năng tham gia cách mạng của các giai cấp khác ngoài công nhân như là tiểu tư sản trí thức, trung tiểu địa chủ và tư sản dân tộc. Cho nên đề ra lực lượng của cách mạng chỉ có hai giai cấp đó là công nhân và nông dân. Như vậy thì cô và các em đã vừa đi tìm hiểu những điểm khác nhau của hai văn kiện lịch sử này. Các em nhớ nhé, hai văn kiện lịch sử cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị có hai điểm khác nhau cơ bản. Điểm khác nhau thứ nhất đó là về vị trí giải quyết hai nhiệm vụ chiến lược và điểm khác nhau thứ hai đó là về lực lượng của cách mạng và hai điểm khác nhau này cũng là hạn chế của bản luận cương chính trị và cũng từ sự khác nhau này chúng ta càng thấy rõ rằng cương lĩnh chính trị tháng 2 năm 1930 của Đảng là một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp và độc lập tự do là tư tưởng cốt lõi của bản cương lĩnh chính trị. Như vậy chúng ta đã vừa đi so sánh những điểm giống và khác nhau của cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị. Để củng cố kiến thức bài học ngày hôm nay, các em hãy cùng tương tác với OLM qua một số câu hỏi nhé. Chúc mừng các em đã trả lời chính xác và bài học hôm nay của cô và các em đã kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo trên OLM.vn.